Khi mà chúng ta có những các cái đam mê, chúng ta có những cái khát khao lớn hay là những cái ý chí lớn, thì nó sẽ giữ cho sự tập trung của chúng ta vào những cái khát vọng và các cái ý chí đó. Và đây chính là cái làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ, làm cho chúng ta cảm thấy dũng cảm, hay là cho chúng ta đủ các cái can đảm để chúng ta vượt qua những các cái thách thức, những các cái khó khăn trong cái cuộc sống kinh doanh của chúng ta. Có một chủ doanh nghiệp là chưa đầy 50 tuổi, anh ấy là một chủ doanh nghiệp là nhỏ, doanh số cũng chỉ vài chục tỷ một năm thôi. Thế nhưng mà anh có chia sẻ rằng là anh ấy muốn nghỉ hưu sớm và anh ấy là không muốn để mở rộng hay là phát triển tiếp. Thì theo quan điểm của tôi ấy, nếu như mà trong trường mà một chủ doanh nghiệp ở cái tầm tuổi 50 mà đã muốn nghỉ hưu và không muốn làm gì nữa, thì tức là anh ấy không có những cái ý chí, anh ấy không có những cái khát khao lớn, và chính cái điều này sẽ rất dễ là khiến cho anh ấy sẽ bỏ cuộc khi gặp những cái khó khăn, khi gặp những cái thách thức. Và bản thân là những cái người như này sẽ cảm thấy rằng là việc kinh doanh nó sẽ không hào hứng, đúng không? Nó sẽ không hào hứng và nó sẽ không cảm thấy là máu lửa. Vậy thì để mà chúng ta là một chủ doanh nghiệp luôn giữ được cho mình cái nhiệt, hay luôn giữ cho mình cái sự trẻ trung và sẵn sàng vượt qua những thách thức khó khăn, thì mình cần phải có cái gì? Đó chính là cái ý chí, đó chính là cái khát vọng. Và khát vọng, ý chí của chúng ta càng phải lớn, hoài bão càng phải lớn, thì nó sẽ giống như cái ngọn lửa trong trái tim chúng ta. Nó là cái ngọn lửa, là cái đam mê trong trái tim chúng ta. Nó cháy bỏng và nó sẽ giúp cho chúng ta là có đủ cái niềm say sưa, đam mê để giữ nhiệt cho chúng ta, đúng không? Để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn, vượt qua những thách thức và luôn là sáng tạo để mình có thể xoay chuyển, để mình có thể thích nghi với những cái sự là thay đổi mới. Và cái thứ hai nữa, nó cũng chính là cái cách để bảo vệ chúng ta khỏi các cái cám dỗ đời thường, đúng không? Khi mà chúng ta có những các cái đam mê, chúng ta có những cái khát khao lớn hay là những cái ý chí lớn, thì nó sẽ giữ cho sự tập trung của chúng ta vào những cái khát vọng và các cái ý chí đó. Và đây chính là cái làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ, làm cho chúng ta cảm thấy dũng cảm, hay là cho chúng ta đủ các cái can đảm để chúng ta vượt qua những các cái thách thức, những các cái khó khăn trong cái cuộc sống kinh doanh của chúng ta, hay là trên cái đường kinh doanh gập ghềnh của chúng ta. Không những vậy, nó còn giúp cho chúng ta có cái năng lượng tích cực và giúp chúng ta cảm thấy trẻ trung. Chính vì vậy cho nên tôi thấy rằng là rất nhiều những cái người mà tôi gặp, thậm chí họ là đã là 70, 75 tuổi rồi và họ vẫn năng lượng rất là nhiệt huyết tràn đầy. Họ là những ông chủ mà thực sự họ cực kỳ giàu có rồi, họ là nhiều trăm triệu đô la rồi, nhưng mà họ vẫn cực kỳ là nhiệt huyết và bản thân họ muốn làm việc nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa, và họ muốn làm sao mở rộng kinh doanh của họ là tuyệt vời hơn nữa. Ngay như bây giờ các bạn có thể thấy như là Donald Trump chẳng hạn. Donald Trump năm nay đã là 77 tuổi rồi, nhưng mà ông ấy vẫn là tràn đầy nhiệt huyết, ông ấy vẫn là tràn đầy những cái năng lượng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì ông có một cái ý chí rất lớn là thắp lên một cái ngọn lửa ở trong trái tim ông ấy dành cho nước Mỹ. Ông muốn làm sao để cho nước Mỹ là vĩ đại hơn, cho nên ông ấy nhiệt huyết, ông ấy năng lượng, ông ấy trẻ trung, ông ấy tràn đầy cái năng lượng tích cực. Vậy thì chúng ta hãy làm sao biết hun đúc cho mình một cái ý chí lớn lao, một cái khát vọng hoài bão lớn, để giúp cho chúng ta giữ được cái nhiệt cho chúng ta, giữ lửa cho chúng ta, và là một cái cách thức tốt nhất để bảo vệ chúng ta làm sao để tránh được những các cái cám dỗ đời thường. Để theo dõi nội dung tiếp theo của chủ đề 99 điều nên làm trong quản trị và phát triển kinh doanh, bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất của phần tiếp theo nhé.